Hải Đăng xin chào bạn. Tôi để đang xin hướng dẫn các bạn là cách nối cần hai khúc bị gãy, một ba khúc bị gãy, gãy đôi. Đây là gãy đôi ngọn này các bạn. Bị gãy đôi ngọn. Thì hôm nay Hải Đăng xin hướng dẫn các bạn cách nối. Thì nối các bạn là chọn cái cốt. Cốt càng cứng càng tốt, càng chắc càng tốt. Đây, Hải Đăng đã chọn được cái cốt này. Hải Đăng luồn hai lớp, nghĩa là một lớp ngoài, xong thêm một lớp bên trong này nữa, thành hai đốt. Lớp trắng là khác đấy các bạn. Thành hai lớp. Đấy, mình luồn ở đây là thành ba lớp. Cái đốt này bây giờ nó chịu lực, nó gãy này, nó dồn hết lực vào cái chỗ bị gãy này. Đây các bạn, đây cái máy của Hải đang chế, không phải máy mà cái giá đang chế để vừa quấn vừa nối quấn chỉ. Cái giá này thanh này trượt đi trượt lại được này. Cái này cũng cũng có tác dụng trượt đi trượt lại bên đỡ bên đầu này. Đấy, cũng trượt đi trượt lại được. Tôi trượt vị trí nào thì mình lại trượt được. Cũng chắc chắn. Ok, hợp lý thôi. Chế qua, nói sơ qua cái máy. Máy cũng không phải là máy mà là cái công cụ, dụng cụ để cuốn chỉ và nối cần. Dùng Hải Đăng để dụng cần, dựng cần chỉ và keo epoxy bạn này. Để các bạn dùng để nối keo này thì pha tỷ lệ 1:1 các bạn. Keo này nó chậm đông, nó không như keo 502. 502 thì nó đông nhanh, nó chết nhanh thì các bạn làm nó khó hơn. Nó cứng, các bạn luồn cái cốt vào. Cốt đây các bạn. Luồn cốt vào. Cốt này các bạn không phải mà cắt đi gọt gì các bạn, để nguyên vậy. Cắt gọt cho phẳng gì bạn sẽ khớp vào. Đấy, bạn thấy cốt nó hợp lý rồi, ok rồi, nó có độ dơ vừa phải. Đấy, thì bạn pha keo. Keo này thì tỷ lệ 1:1. Keo lại này mình chưa dùng đến, mình để gọn đấy. Pha keo thì keo này keo trong đấy bạn, có thể dùng cuốn chỉ được, nó khô nhanh hơn keo làm khoen kia, khoen chuyên dụng của cần câu. Keo này nó khô nhanh, nó tầm 5 phút là các bạn nó sẽ khô ngay. Quay thì quay keo thì nó chảy, nó cũng sẽ không được đều bằng keo chuyên dụng làm khoen cần. Đấy, các bạn trộn tỷ lệ 1:1 thôi. Dùng bút các bạn quét thì nó hợp lý hơn. Trong cái keo họ bán sẵn này nó sẽ có cả cái nhựa này, hai cái nhựa này, một cái dùng để trộn, một cái dùng để phết keo. Ngày đang đây mình dùng bằng mấy bạn quét đây thì nó quét nó dễ hơn, mà Hải Đăng cũng quen dùng rồi. Đấy, ở đây thì mình quay nó dễ hơn. Đấy, nếu có cái giá này thì mình làm nó nhanh và dễ hơn. Keo này 5 phút nó khô nên là mình có thể chỉnh nó dễ hơn.
hợp lý hơn là keo 52. Keo 52 mình quết này mà không dùng nhanh thì nó sẽ bị đông lại, thao tác chậm nó sẽ bị đông lại. Đấy, bạn nhìn keo đều rồi. Rồi các bạn khớp cái mối giáp nối rồi. Đấy, các bạn giáp xong bây giờ để khô. Đấy, các bạn nhìn đường khuyên có và khớp nối nó sẽ thẳng nhau. Còn keo này các bạn phủ vào cái khớp nối cho nó phẳng, dí các bạn cuốn chỉ cho nó phẳng. Nó thẳng tương đối tuyệt đối thì các bạn quay đi cho keo nó chảy đều. Này chưa được phẳng lắm, ấn đầu xuống. Nó vẫn chưa khô, tầm 5 phút nó mới khô. 5. Bắt đầu dây dây khô rồi. Đấy. Thôi để nó khô. Nó không được bằng nhau khớp nối này, các bạn có thể dùng giấy ráp ráp phẳng mịn đi. Vì nó đã khô rồi thì nó sẽ ổn định rồi thì mình làm. Mình sẽ cuốn chỉ. Đợi lúc nó khô đó các bạn. Khác gì bó bột đâu các bạn, làm cốt trong các bạn nẹp bên ngoài. Cốt trong quan trọng nhất là cốt trong phải chắc. Các bạn làm bên bên ngoài chỉ là lớp trang trí thôi, bạn khéo tay thì trang trí đẹp, còn bạn nào bình thường thì không hoa tay lắm thì mình cuốn chỉ này để chống xé những cái lớp vỡ cũ này, còn cốt của nó sẽ bó chắc vào. Với cái khuyên dày như này thì các bạn dịch chuyển cái này rất hợp lý. Mình di chuyển được, ok rồi. Đang đợi khô. Dính tay rồi các bạn. Cuốn chỉ. Cái này cuốn chỉ thì Hải đang chế chỉnh được tốc độ ra của chỉ, tốc độ bám của chỉ. Tại sao mình không mắc trực tiếp vào đây? À, tại sao không mắc cho đây? Đây. Thì cái này nó sẽ là tâm của cái cuộn chỉ này. Thì bắt buộc cuộn chỉ này nó sẽ chạy đúng tâm.
và cái này có tác dụng, ví dụ các bạn dùng mỗi cái này không thì chỉ nó sẽ chạy lệch tâm, nó sẽ bị trượt, dễ bị trượt vào khe này. Đấy, nó có tác dụng của nó đấy các bạn. Đang làm nhiều kinh nghiệm và chia sẻ các bạn, đừng bỏ qua cái này. Cái nào cũng có tác dụng của nó. Bạn bắt đầu cuốn. Chặt quá thì các bạn lấy ra một tí. Bắt đầu các cái chỉ thừa này đi một tí này, nó gọn. Quấn không? Quấn cho các bạn là phủ keo chuyên dụng thì nó đẹp hơn, nó không bị gồ ghề. Thì keo chuyên dụng nó khô lâu, khô chậm nên là nó sẽ chảy đều hơn là các bạn dùng keo epoxy dạng chết nhanh này. Quấn bạn muốn chặt tay bạn chỉnh vào tí à. Này là khá đều, cùng dụng cụ hỗ trợ này thì ok rồi bạn. Quấn hết đến Hải Đăng sẽ chia làm hai phần. Phần một thì là đến đây thôi các bạn, rồi Hải Đăng sẽ quay phần phủ keo để tranh, để phủ keo cái vết nối này cho đẹp. Đấy, vừa rồi Hải Đăng phi sinh đã hướng dẫn các bạn nối cần 2 khúc, 3 khúc bị gãy. Đây là phần 1. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.